Được. Hào Hán, Hào Hán. Trời đất ơi. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Không lẽ ăn trộm vô nhà, ăn trộm bộ đồ của em. Trời ơi là trời. Thì mới nãy giờ mọi người đang xem là phần 1 nha mọi người ơi. Cái đó là phần 1 nha. Nếu mà ai chưa xem phần 1 nên quay lại đó xem hết phần 1 đi mọi người ơi. Còn ai không muốn xem phần 1 á thì mình nói sơ qua cho mọi người nha. Phần 1 là Quỳnh đang ngủ trưa thì bị một tên biến thái vô trộm mắt bộ đồ đang mặc, rồi chằn như nhõng luôn. Giờ là Quỳnh đang rất là hoang mang mọi người ơi, không biết là tên biến thái đó có làm gì Quỳnh chưa. Sợ chụp hình Quỳnh rồi đăng lên mạng xã hội rồi này này kia các kiểu. Thì ok, còn đây là phần 2. Là đây là bộ đồ mọi người thấy không? Thận đang đứng trước gốc khế nha mọi người. Cây khế, một cây khế rất là mát luôn mọi người. Bộ đồ hôm qua tên biến thái ăn trộm của Quỳnh nè mọi người à. Đây. Gọi là nó gách gọi là banh ta lông mà mọi người ơi. Đây, mình để trên góc khế này trước đi, tí mình xử lý nó sau. Thì hả, đây đường hẻm này là trong nhà mình. Mình đang đứng ở ngoài đầu hẻm luôn nha. Đây nè, khu vô đây quay cho thẳng nè. Đó, trong nhà mình đó. Mình sẽ gọi là tung tin. Còn mọi người thắc mắc ai đang quay cho mình thì bé Trâm nha. Chào mọi người đi Trâm. Chào mọi người. Đó, bé Trâm nó đang quay cho mình nha, mất công nhiều bạn nói Quỳnh quay nó chết luôn, mình cho anh Quỳnh mà kêu Quỳnh quay sao được mọi người. Thì đó, đằng đó là tập quá một tí, thế nào Quỳnh nó cũng đi ra ngoài đó mua đồ. Mình thì phục kích ngoài đây, trên tay mình đang cầm, mọi người biết cầm gì không? Cái này là tới công chuyện luôn mọi người ơi. Đây là những tấm hình, gọi là những tấm hình hả bị tên biến thái trộm của Quỳnh nha mọi người. Chụp của Quỳnh nha, đây nè. Bây giờ mình sẽ gọi là dán những tấm hình này vô góc khế, vô cái đầu hẻm, đầu gọi là biêu ghiếu Quỳnh đó. Chữ con mồi nha mọi người à, con mồi, con mồi. Và đây là còn nhiều hình nữa nha mọi người ơi. Thì đây cũng là tấm như thế. Đây là những tấm hình hôm qua đang ngủ. Đó là đang ngủ mà bị mình ăn chạm bộ đồ mọi người à. Mọi người hiểu không? Hiểu mọi người. Thì gọi là hôm qua Quỳnh đang ngủ mà bị tên biến thái ăn trộm bộ đồ rồi chụp lại những tấm hình nhạy cảm này. Thì Quỳnh đang rất là hoang mang. Hoang mang là không biết nó có làm gì hay chưa đó mọi người. Giờ thì tên biến thái là bắt đầu hành động phần 2 này. Mình sẽ dán lên đâu. Dán đây. Rồi ở đây là đầu hẻm. Ở đây là đầu hẻm mọi người ơi. Mình sẽ dán ở đây. Trong hẻm đi ra thế nào không nhận thấy cái này, không để ý tới cái này. gọi là biêu ghiếu Quỳnh sắp khắp sớm luôn nha mọi người. Ok, đó là phần 2 của mình. Để xem phản ứng của bà ra sao khi những tấm hình nhạy cảm nè của bà nè bị phát tán, gọi là biến thái sớm là phát tán ra hết sớm làng. Coi Quỳnh sẽ phản ứng ra sao. Con gái rất là nhạy cảm với mấy cái vụ này mọi người ơi. Ok, mọi người nhớ chờ đón xem video của mình nha. Nhớ chờ nha, giờ mình phải phục kích, mình phải trốn mọi người à. Mình phải canh để Quỳnh đi tập quá, đi mua đồ ngay tập quá đây nè. Đi tập quá mua đồ mình mới chọn được. Giờ đang ở nhà chắc mình phải ngồi qua đây phục kích hơi lâu đó. Mọi người nhớ chờ đón xem cái phần 2 này rất là kịch tính mọi người à. Trời ơi, lắm trời ơi. Từ. A few moments later. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Vừa chưa? Vừa lòng chưa? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi. Năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chết mẹ, bị dính bẫy rồi. Chắc không? Anh phải ra. Chắc không? Chạy nhanh chú Hải.
Rồi chạy vô mất tiêu rồi mọi người. Bà chạy vô quảng hồn ôm ôm xé giấy xé hình chạy vô mất tiêu rồi. Mình trốn lúc lúc đằng đây mọi người, mình trốn đằng hẻm đằng đây nè, cái hẻm đây là mọi người thấy không, trốn đây, trốn trong hẻm mới nãy giờ. Gần Quỳnh thấy Quỳnh quảng hốt quá, ôm mấy cái hình đồ đạc chạy thẳng vô nhà. Ok, giờ mình giả bộ đi tành tành vô, giờ đi tành tành vô, đi tí vô giả bộ nói đi uống cà phê tiếp, tới công chuyện mọi người. Ok, nhớ đón xem tiếp nha mọi người. I'm okay, I'm fine. Quintana, Quintana, ding 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 ding. Ông có đòi uống cà phê hay là mê nhỏ bán cà phê? Có đâu? Suốt ngày con không thấy ông nội ở nhà. Ông nội ở nhà kìa. Ủa quần áo em làm gì cắt ra hết rồi tè lè hết kìa. Ai cắt? Quần áo này là ngày hôm qua người ta vô nhà người ta cắt ra của tôi, người ta lấy nè, nhìn hình kìa, nó chụp hình kìa. Hả? Gì đây? Trời, hình của em nè. Trời ơi là trời, chứ hình của ai? Trời ơi, nó nói còn nhiều hình nữa. Mà còn nhiều hình nữa là sao? Là nhiều hình còn phải lớn hơn hình này hả? Trời ơi, trời trời, đâu ra vậy? Má, nó dán đầy á, đằng sớm đằng đẳng á, nó dán ngay đầu sớm luôn. Hả? Nó dán ngay đầu sớm luôn, tôi chạy ra tôi thấy nè, tôi chạy ra đi mua đồ tôi thấy. Trời ơi trời, sáng giờ chắc người ta thấy hết rồi. Chúng sớm này người ta thấy hết rồi, nó ác ồn mà nó dán ngay đầu sớm luôn. Còn nhiều hình nữa. Còn nhiều hình nữa là sao? Còn nhiều hình nữa là hả? Mấy cái hình này là mấy cái hình kiểu nhẹ thôi hả? Nhẹ thôi, còn rất là nhiều hình. Nhiều khi mấy tấm kia là thỏ toàn thân luôn. Cái gì ghê vậy trời, nó dán mấy tấm đó là sao? Con mồi nữa nè. Rồi chết mẹ rồi, đụng thằng biến thái thứ thiệt rồi. Nếu mà nó dán mấy tấm
hình kia nữa sao, tôi nhìn mặt ai trời. Má này biến thái thứ thiệt rồi, nó còn photo nó dán đầy hình nữa kìa trời. Không biết giờ nó muốn cái gì luôn á. Cái này là nó uy hiếp rồi hà. Kêu tôi còn nhiều hình vậy? Nữa, nó nói còn nhiều hình nữa nè. Ủa, nó tính tốn tiền thôi hả? Ai biết, ý là nó nói là mấy cái tấm hình này là mấy tấm hình nó tung ra sơ sơ thôi. Còn rất là nhiều hình, còn nhiều hình nữa nè. Do. Trời ơi là trời, bây giờ sao? Trời ơi trời quá, sao đụng trúng số xui, đụng trúng thằng Nguyễn Thái này trời. Gà năm xui tháng hạn chưa kịp đi chùa nữa, gặp cái này rồi. Má nó xui dữ thiệt rồi. Cái gì cũng tại ông cố nội vậy nè. Ông cố nội nè đi hay đâu á, không biết phá cửa nhà lại để cho nó vô nó làm vậy đó. Hên là nó không vô nó ginh đồ đạc rồi đi hết luôn, cho nghỉ xài, nghỉ làm gì luôn. Má nó thấy hết trơn rồi. Bộ mới biết nó thấy hết trơn hả? Nó có thấy tới cái gì luôn á? Trời là trời. Trời ơi trời. Cặp bưởi con dẹm lại nó đăng lên trời ơi. Nhục nhã chết luôn á. Má nó còn nói trước, nó còn dò trước cho mình là còn nhiều hình nữa em ơi. Còn quá trời hình của em luôn rồi. Mấy tấm kia là... Cô nội này vừa lòng ông cô nội lắm rồi đó. Mấy tấm kia là nó bảo đảm là chụp thỏ thăng luôn đó. Thì chứ gì nữa. Má số xui sao Nguyễn Thái quá trời nhà, nó canh ngay nhà mình trời. Đột nhập ngay nhà mình trời. Trời ơi. Rồi tấm này nói em là con mồi nữa nè. Má chắc thằng này theo dõi tôi lâu lắm luôn rồi đó. Theo dõi em hay gì rồi đó. Nói em con mồi của nó đó. Nó để chữ con mồi nè. Trời trời. Nó ác ôn như vậy trời. Má nó chụp tấm hình này chắc là chiến lợi phẩm của nó hay gì nè. Má để còn nhiều hình nữa rồi. Thằng này chuyên nghiệp em ơi. Đụng chúng thằng Nguyễn Thái chuyên nghiệp rồi. Ngay đầu hẻm luôn, thằng này ác thiệt, nó dán ngay đầu hẻm luôn. Người ta đi ra đi vô hẻm là người ta nhìn người ta thấy liền. Bây giờ sao? Đồ đạc của tôi hả? Nó gãi dài đầy đường hết á. Má này biến thái chuyên nghiệp rồi, không phải là hãng nghiệp dư rồi, thằng này có thâm niên rồi. Má hôm qua đi ra hỏi mấy người hàng xóm đó. Người ta nói thằng này không có ai thấy mặt nó đâu, nó thoát ẩn thoát hiện hay lắm. Người ta nói vậy, tao biết nhà, biết cửa gì đó không? Người ta nói chưa bao giờ thấy mặt nó. Nhưng mà nó có làm vậy với ai chưa? Nó có ăn trộm quần xì ở ngực của người ta. Chúng cái thằng lão liện rồi. Má rồi chết rồi, nó còn uy hiếp mình nữa rồi, giờ sao? Má kêu còn nhiều hình nữa. Má đăng mấy tấm hình đó lên không biết sao nhìn mặt ai luôn á. Nó phát tán lên mạng xã hội rồi nó đăng, nó gãi khắp sớm rồi chết luôn. Hình như ở đằng nhà, gần nhà mà người ta đang sửa. Cái nhà chị bên đây nè. Là có gắn cái camera. Thôi. Thôi cái gì mà thôi. Giờ nó đã uy hiếp rồi, nếu mà ra ngoài điều tra camera là lỡ nó nói còn nhiều hình nữa rồi đăng mấy tấm hình nó lên luôn sao? Rồi chứ không lẽ giờ ngồi đây thì đợi không cho nó đăng lên luôn hay gì cha? Hả? À cho giờ nó... giờ anh biết rồi. Giờ mình phải giống như là mình phải nhanh hơn nó. Nghĩ ra kiểu nếu mà thấy camera đưa lên công an chụp đầu nó cho nó chưa kịp đăng hình, mình phải chụp nó trước. Còn mình chậm trễ là nó đăng luôn, nếu mà phát hiện nó hăm dò mình rồi đó. Nó phát hiện ra là không được đâu. Con thấy vậy nè, giờ ông cô nội lại ông cô nội hỏi đi. Hỏi chứ xin người ta cho dò lại. Nó sao xui. Xui gũi gì thằng quỷ da phải thằng quỷ biến thái này. Tất cả là tại cha này hết nè. Cha mà thôi hả, không đi thì đâu có chuyện gì. Cà phê thôi mà. Cà phê. Ông cô nội cứ đi lại đó thôi giùm không trời. Ừ thôi để anh đi ra ngoài coi coi sớm rồi có camera được không, anh coi anh xin người ta. Thằng chó má dữ không biết nữa, nó chụp. Má thằng quỷ biến thái này, số gì số gì dữ vậy. Đụng chúng ai đụng chúng nó. Thuận xin chào mọi người nha, hiện tại bên shop Thuận có bán nước hoa chính hãng được xách tay từ Mỹ, Pháp và có cả nam lẫn nữ luôn nha mọi người ơi. Đây là những chai nước hoa full 100ml,
Ngoài bán những chai này ra thì shop Thuận còn bán thêm những chai chiết nhỏ 10ml nữa nha mọi người. Đây là những chai chiết nhỏ 10ml nha. Chai chiết nhỏ 10ml này mọi người có thể xài được 2 tháng nha mọi người. Nếu mà mọi người quan tâm nước hoa bên Thuận thì có thể kết bạn Zalo với Thuận là 0909134921 nha mọi người. Mọi người kết bạn Zalo với mình sẽ tư vấn cái tông mùi hợp với mọi người nha. Mình sẽ tư vấn nhiều hơn cho mọi người nha. Và đây là nước hoa chính hãng, mọi người chỉ cần xịt 2 hoặc 3 xịt thôi là nó thơm cả ngày nha mọi người. Giờ mình ra đây mình nữa hả, chủ yếu là mình ngồi mình suy nghĩ thôi chứ kiếm cam gì mọi người, có cam đâu kiếm. Mà thật ra thằng đó là thằng này nè chứ thằng nào nữa. Giờ mình suy nghĩ đố mọi người, mình suy nghĩ gì, suy nghĩ thêm cái phần 3 nữa chứ suy nghĩ gì mọi người. Đây mới là phần 2 thôi, giờ mình phải suy nghĩ cái phần 3 nào cho nó kịch tính, hù Quỳnh cho Quỳnh sợ hãi thêm nữa nha mọi người ơi. Nếu mà mọi người ai mà có ý tưởng cái màn 3 nào hay hay thì nhớ để lại bình luận bên dưới cho Thuận biết với nha mọi người. Thuận sẽ cho anh Quỳnh thêm một cú nữa, làm cho Quỳnh sợ hãi thêm nữa nha mọi người ơi. Cho những màn cho anh bá đạo nha. Thôi ok, giờ mình sẽ kết thúc cái phần 2 này và mình đi vô nhà. Để không mọi người biết xem mình ra đây lâu quá sợ Quỳnh nó nghi. Mình phải vô mình giả bộ nói là không có kiếm được cam, hay là người ta không có cho xem cam gì đó cũng được. Mình phải nói xạo để mình chuẩn bị lên ý tưởng làm phần 3, suy nghĩ thêm cái kịch bản kịch tính. Ai mà có góp ý gì, ý tưởng nào hay hay để lại cho Thuận biết với nha. Rồi ok, giờ mình chào mọi người nha, kết thúc phần 2 đây nha, chờ đón xem phần 3 nha mọi người ơi. Ai có ý tưởng hay hay nhớ để lại bình luận nha. Chào mọi người đã đến với shop nước hoa của tụi mình nha. Chào mọi người nha. Shop mình có hàng trăm mẫu nước hoa khác nhau, có cả nam lẫn nữ luôn nha. Mọi người tha hồ lựa chọn mọi người ơi. Tha hồ lựa chọn dùng nha mọi người. Thì shop mình là bán nước hoa chính hãng, là nước hoa của mình là được người nhà gửi từ bên Mỹ về mọi người ơi. Có hóa đơn chứng từ rõ ràng hết nha mọi người. Có hóa đơn mình mua trong những cái cửa hàng bên Mỹ nha mọi người. Đầy đủ hết nha. Nên mọi người dùng cứ yên tâm, tại vì hả mình bán là bán nước hoa chính hãng. Nước hoa chính hãng là sao? Nước hoa chính hãng mọi người xịt đúng không, xịt vô người mọi người 2-3 xịt thôi là hả người ta đi ngang qua người mọi người thôi là cũng nghe thấy mùi hương tỏ ra nha. Giống như mình chạy xe ngang qua người khác thôi là người khác sẽ nghe được mùi hương trên cơ thể mình, với lại cái độ lưu hương của nó. Nước hoa chính hãng nó lưu hương từ 8 đến 12 tiếng, nó lưu hương rất là lâu. Thì hả bên mình có bán nam nữ đều có hết nước hoa nè mọi người thấy không. Những cái chai như thế này là bên mình bán có giá từ 1.8 triệu tới 2.5 triệu, 3 triệu, 3.6 triệu, 4 triệu, 5 triệu đều có nha. Những chai full như thế này nha mọi người. Mọi người thấy những chai full như thế này có giá từ 1 triệu mấy cho tới 3-4 triệu mấy. Thì mọi người tha hồ lựa chọn là có những mùi hương như là mùi thanh mát nè, mùi nam tính mạnh mẽ, mùi hương gỗ, mùi hương nhẹ nhàng bay bổng, mùi hương như ngọt ngào, rất là nhiều hương mùi khác nhau. Mọi người tha hồ mà lựa chọn. Mọi người có xài nước hoa thì ủng hộ bên shop Thuận nha. Shop mình là bán nước hoa chính hãng nên nó thơm lâu và cái giá tiền nó cũng hơi cao, giống như tiền nào của nấy nha mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy nguyên một chai full như thế này thì nó giá hơi cao quá thì mọi người có thể chọn phương án là mua những chai chiết nha. Thì bên mình có chiết các dòng nước hoa chính hãng nha mọi người, như là Dior Sauvage nè, và những cái hương thơm mà nói chung là mọi người muốn hương thơm như thế nào thì mọi người cứ inbox hoặc gọi qua số trực tiếp cho tụi mình là 0909 134 921 là tụi mình sẽ tư vấn cho mọi người nha, để mọi người chọn được cái hương thơm thích hợp với mọi người á. Thì đây là bên mình có chiếc 10ml nước hoa như thế này mọi người, là tụi mình chiết chính trực tiếp từ trong chai chính hãng như thế này đây, chiết trực tiếp ra luôn nha mọi người ơi. Mọi người xài chai chiết nên cứ yên tâm nha. Mọi người giống như mua chai full thì mắc tiền quá, mọi người có thể là lựa chọn chai chiết. Chai chiết như thế này là mọi người đi du lịch nè, mọi người đi chơi cà phê bỏ túi xịt cũng tiện lợi đó mọi người. Đây, mình sẽ chiết vô đây. Những chai nước hoa chính hãng của shop mình như thế này, mọi người chỉ cần xịt 2 tới 3 xịt thôi là nó thơm nguyên một ngày rồi, không cần xịt nhiều nha. Mọi người xịt ngay ngực một cái, xịt ngay bụng một cái, xịt sau ót một cái, chỉ cần 3 xịt thôi là thơm cả ngày nha mọi người ơi. Nước hoa mình là nước hoa hàng sắt tay mà chứ không phải nhập tào lao ở Việt Nam nha. Đây để mình chiết cho mọi người xem nha. Mình sẽ chiết như thế này mọi người. Một chai nhỏ như thế này là 10ml nha mọi người. Mọi người sử dụng được khoảng 2 tháng. Thì hả những chai chiết nhỏ này có giá từ dao động từ 280, 300, 350, 400, 500 đều có. Thì có rất là nhiều giá tiền cho mọi người lựa chọn nha. Mọi người có xài nước hoa thì ủng hộ Thuận với Quỳnh nha. Có thể liên hệ qua Zalo của Thuận với Quỳnh là 0909134921 nha. Mọi người cứ lựa chọn, cũng sắp lễ Tết Noel rồi, sắp tới rồi 20 tháng 10 rồi, có ai muốn chọn quà cho vợ thì bên Thuận có hả gọi là gói quà sẵn cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Đây nè mọi người, mình đã chiết xong rồi một chai như thế này, mọi người xài vô tư luôn, 2 tháng mấy là vô tư nha mọi người. Đây. Thì mọi người muốn ủng hộ hai đứa mình thì mua nước hoa ủng hộ hai đứa mình thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình là 0909134921. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Bye bye.